Lãnh đạo Liên hiệp châu Âu ngày 7 tháng 3 đã gặp các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về các nỗ lực ngăn chặn làn sóng di dân tới châu Âu, trong khi hàng ngàn người vẫn còn bị kẹt ở biên giới Hy Lạp và Macedonia. Trước cuộc họp khẩn cấp ở Brussels, các nhà ngoại giao châu Âu nói rằng một dự thảo thỏa thuận của EU dự kiến sẽ tuyên bố đóng cửa tuyến đường mà các di dân hay sử dụng ở khu vực Ban Căng. Các quốc gia như Macedonia đã đóng cửa biên giới, ngăn chặn di dân chủ yếu từ Syria, Afghanistan và Iraq đi tới Đức và các quốc gia Bắc Âu. Làn sóng khoảng 1 triệu người dùng thuyền tới Hy Lạp từ đầu năm 2015 đã khiến châu Âu rơi vào một cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Các quan chức châu Âu đã tìm cách thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn các di dân thực hiện những chuyến đi nguy hiểm, cũng như chấp nhận lại hàng ngàn người không đủ tiêu chuẩn xin tị nạn ở châu Âu. Thổ Nhĩ Kỳ hiện là nơi trú ngụ của hơn 2,7 triệu người tị nạn từ riêng Syria.